Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học lịch sử và địa lý 9, phân môn địa lý của trang web học trực tuyến olm.vn Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đầu tiên trong chương trình địa lý 9, bài 1, dân tộc và dân số Nội dung bài học của chúng ta sẽ gồm có hai phần, phần thứ nhất, dân tộc và phần thứ hai, dân số Đến với phần đầu tiên, dân tộc, cô có một câu hỏi cho các bạn như sau Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Đúng rồi, nước ta có 54 dân tộc, trong đó có đến 85% dân số là thuộc nhóm dân tộc Kinh hay còn gọi là người Kinh và 15% dân số còn lại là nhóm các dân tộc thiểu số. Một số dân tộc thiểu số mà chúng ta có thể kể đến như là Thái, Tây, Mường, Khmer. Số lượng dân tộc nhiều như vậy nhưng các dân tộc luôn đoàn kết để tạo nên một cộng đồng dân tộc Việt Nam to lớn và vững mạnh. Và trong quá trình sinh sống sự phân bố của dân tộc nước ta cũng có một số đặc điểm đáng chú ý. Đầu tiên, các bạn có thể thấy được rằng các dân tộc ở Việt Nam sinh sống rộng khắp trên toàn lãnh thổ. Dân tộc Kinh thì cư trú ở khắp cả nước, tập trung ở các vùng đồng bằng, ven biển và trung du. Vậy các bạn có biết dân tộc thiểu số thì thường sinh sống ở khu vực nào không nhỉ? Đúng rồi, họ thường sinh sống ở khu vực đồi núi và cao nguyên, Ví dụ như ở vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ thì sẽ có các dân tộc Tài, Hồng Mông, Thái, Mường. Xuống đến Tây Nguyên thì sẽ là nơi tập trung của các dân tộc Gia Rai, Ê Đê, Ba Na. Và đến với vùng đồng bằng ven biển phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long thì sẽ có các dân tộc Khmer, chăm và Hoa. Tiếp đến, chúng ta có thể thấy rằng phân bố dân tộc ở Việt Nam đang có sự thay đổi. Cùng với quá trình phát triển kinh tế và xã hội, nhất là ở vùng Trung Du và miền núi, thì sự phân bố các dân tộc nước ta đã có sự thay đổi về không gian sinh sống. Biểu hiện ở đây là các dân tộc phân bố đan xen trên lãnh thổ và các vùng miền núi thì có nhiều dân tộc cùng sinh sống với nhau. Bên cạnh đó, các bạn có biết rằng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận của dân tộc Việt Nam? Tính đến năm 2021, có khoảng 5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Họ chính là một phần quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Những người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài luôn hướng về Việt Nam và góp phần to lớn trong việc xây dựng quê hương, đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước. Đồng thời thì họ còn có vai trò quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tới những quốc gia mà họ sinh sống. Trong nội dung tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung thứ hai, dân số. Khi tìm hiểu về dân số của một quốc gia, chúng ta cần phải biết được quy mô dân số của nước đó là bao nhiêu, tốc độ gia tăng dân số thì như thế nào? Vậy với nước Việt Nam ta, các bạn có biết quy mô dân số nước ta là bao nhiêu triệu người không? Con số đó gần chính xác rồi. Theo số liệu thống kê tính đến năm 2021, dân số nước ta là 98,5 triệu người. Các bạn có thể thấy rằng, quy mô dân số của nước ta khá là đông. Theo bảng xếp hạng thì nước ta đứng thứ 15 trên thế giới và đứng thứ ba trong các nước Đông Nam Á. Vậy, hai quốc gia nào trong Đông Nam Á có dân số lớn hơn Việt Nam? Nếu các bạn chưa nghĩ ra, cô có gợi ý cho các bạn về quốc kỳ của hai quốc gia này. Nhìn vào hai lá cờ này, các bạn có nhận ra đây là hai quốc gia nào không nhỉ? Chính xác, đó chính là Indonesia và Philippines. Indonesia có dân số là 281 triệu người và Philippines thì có dân số là 113 triệu người. Về tỷ lệ gia tăng dân số, các bạn quan sát bảng số liệu thống kê tỷ lệ dân số nước ta giai đoạn năm 1989 đến năm 2021. Các bạn có thể nhận xét cho cô về tỷ lệ gia tăng dân số của các năm như thế nào không? Đúng rồi, qua các năm thì tỷ lệ gia tăng dân số của nước ta giảm từ năm 1989 với tỷ lệ gia tăng là 2,1%, thì đến năm 2021 tỷ lệ gia tăng đã giảm xuống còn 0,94%. Tuy nhiên, thì do quy mô dân số của nước ta khá lớn, nên trung bình mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm khoảng 1 triệu người. Vấn đề tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó chính là về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo giới tính. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi. Ở đây cô có một sơ đồ tháp tuổi năm 2021. Các bạn quan sát có thể thấy rằng tỷ lệ dưới 15 tuổi của nước ta đang có xu hướng giảm và ngược lại tỷ lệ dân số trên 65 tuổi của nước ta đang có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, nhóm tuổi từ trên 15 tuổi đến dưới 65 tuổi thì khá là đông. Do đó ta có thể nói rằng nước ta đang trong thời kỳ dân số vàng. Tuy nhiên lại xuất hiện xu hướng giả hóa dân số bởi tỷ lệ sinh nước ta giảm và tuổi thọ trung bình tăng trong những thập kỷ qua. Hiện nay, tuổi thọ trung bình nước ta là 73,4 tuổi. Đây là kết quả của việc thực hiện kế hoạch hóa dân số cùng với sự tiến bộ của ngành y tế đã giúp nâng cao tuổi thọ của con người. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng xét về cơ cấu dân số theo giới tính. Tỷ số giới tính đang ở trạng thái khá cân bằng với tỷ lệ 99,4 nam trên 100 nữ. Tuy nhiên, thì tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là vấn đề đáng chú ý hiện nay bởi có đến 112 bé trai trên 100 bé gái. Điều này một phần phản ánh được tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại trong xã hội nước ta ngày nay. Do đó, các chính sách để lùi tư tưởng này đã và đang được thực hiện để có thể cân bằng tỷ lệ giới tính trong dân số nước ta. Trên đây chính là những nội dung kiến thức chúng ta cần tìm hiểu trong bài học này. Chúng ta hãy cùng nhau tổng kết lại những nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Về dân tộc, nước ta có 54 dân tộc, chủ yếu là dân tộc Kinh chiếm 85% dân số, các đặc điểm phân bố dân tộc của nước ta là Thứ nhất, sinh sống rộng khắp trên toàn lãnh thổ Thứ hai, phân bố dân tộc có sự thay đổi theo không gian Thứ ba, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận quan trọng trong dân tộc Việt Nam Về dân số thì chúng ta đã tìm hiểu được rằng quy mô dân số nước ta đông và tỷ lệ gia tăng dân số giảm Và về cơ cấu dân số thì chúng ta tìm hiểu theo nhóm tuổi và theo giới tính Các bạn đã nắm chắc được nội dung kiến thức bài hôm nay rồi đúng không? vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo trên olm vn